nickảo.com, shop bán nick và vàng ngọc tự động uy tín nhất của Game Hub. Khi nạp thẻ vào shop, bạn sẽ không bị chia chiết khấu. Giá vàng ngọc ở trên shop nickảo.com hiện đang có giá tốt nhất trên thị trường, full dịch vụ 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn. Ngoài ra, shop còn có bán nick tầm trung, nick sơ sinh, full 9 server, hoàn toàn là đăng ký ảo cho anh em tha hồ mà lựa chọn nick mà mình mong muốn. Ngoài ra, shop còn có bán bộ 1 sao full 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn server nào cũng có, giá cực kỳ rẻ. Hơn thế nữa, web còn có nhập nick, nhập đồ, nhập vàng tự động hỗ trợ những anh em nghỉ game. Hãy truy cập vào nickảo.com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Rồi, ok, hello anh em nhé, chào anh em trở lại với kênh của mình. Thì đến với cái series gọi là những hành trình gọi là thời gian ngắn, gọi là hành trình ngắn hạn ấy, thì ngày hôm nay mình tiếp tục với đến với gọi là hành trình úp trong vòng 24 giờ đối với con nick trái đất. Thì lần trước mình úp con nick gọi là tầm 800 triệu, 600-700 triệu, thì mấy cái nick có sức mạnh cao cao chút xíu ấy, vì đã nhiệm vụ để qua tương lai thì có nhiều anh em gọi là cứ bảo là úp cao quá. Thì đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định gọi là úp con nick gọi là có sức mạnh gọi là cực kỳ thấp nha anh em. Thì ở đây thì mình vừa mua được một con nick gọi là 128 triệu sức mạnh. Thì 128 triệu sức mạnh ấy, thì anh em cũng biết rồi, thì chỉ có 128 triệu sức mạnh thôi, nên là việc mà mình có mua nick tầm 2-3 triệu đi chăng nữa thì mình cũng ước lên 200 triệu để mà còn vào bản đồ kho báu nữa đấy. Nên là việc mà có vài triệu hay là 100 triệu đi chăng nữa thì nó cũng giống nhau ấy. Đấy thì thôi, thì bây giờ thì chắc là mình sẽ mở cái đầu cấp xu này cũng như là chuẩn bị để mà ước ngọc đấy. Thì vì có đã có một người vừa ước rồi nên là chắc là mình sẽ mở nốt đầu cấp xu này và bắt đầu mình sẽ đi ước dòng để cho nó lên 200 triệu sức mạnh để còn vào bản đồ kho báu nhanh nhép. Thì mình sẽ úp tầm 24 giờ thôi nên là chỉ đi được 3 bản đồ kho báu thôi đấy, nên là mình cũng gọi là úp được từng nào hay từng đấy. Ok, thì vì trái đất là một cái hành tinh mà gọi là úp tiềm năng gọi dở nhất trong các hành tinh rồi. Rồi, ok anh em ơi, thì xíu nữa mình quên, chính là sau cái thời gian online bảo mộng cho anh em xem đấy. Thì đầu tiên mình sẽ quay lại xem sau cái thời gian online bảo mộng cho anh em xem đó nhé. Đấy thì hồi nãy thì mình cũng ước dòng các thứ xong rồi, nên bây giờ thì chắc là chỉ có đi sau cái thời gian online bảo mộng nữa thôi. Thì đây, thời gian online nha anh em. Đấy, thì hồi nãy mình ước lên 327 triệu ấy. Thời gian online hiện tại là 52 giờ nha anh em, và sau 24 tiếng thì mình sẽ quay trở lại cũng như là sau cái thành quả chính nha em. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đi vào bản đồ kho báu mình úp nha anh em. Rồi, ok anh em ơi, thì mình đã vào bản đồ kho báu ở đây. Thì mình chắc là mình chỉ xài hai con xây ra này để cho nó trói thôi anh em ạ. Nếu mà kẹp thêm nick nữa ấy, thì nó cũng chắc là nó tăng sức đánh hay là gì, thì mình cũng nghe đâu đó như vậy. Thì nhưng mà thôi, mình cũng không quan trọng mấy cái đấy đâu. Thì ở đây thì chắc là mình sẽ cắm đại đây một cái vệ tinh nhá, và bắt đầu mình sẽ đi gọi là đánh test tiềm năng thử cho anh em xem. Thì đầu tiên thì chắc là mình sẽ đấm thử một cái nhá. Khi nào mà chưa có item ấy, thì mình sẽ đấm thử một cái cho nó ok nhá. Thì đây thì hồi nãy mình cũng mở được capsule cũng được vài cái cuồng nộ, nhưng mà chắc không đủ, nhưng mà xíu nữa mình sẽ đi mua sau. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đi đập thử test thử tiềm năng nha em. Như là có một con nick của mình nó không trói được cái sao ấy, tự nhiên mình bị dính hoài ấy. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ đập thử nào. 210k, 200k, 1 hit, 222, 240. Đấy thì tầm hơn 200k một hit nha anh em. Đấy, đó là chưa có đồ nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn khẩu trang vực với gọi là cuồng nộ vào. Vâng, và cũng được tầm 500k một hit nha anh em. Ok, thì cũng gọi là tiềm năng cũng khá khá đấy. Thì chắc là bây giờ mình sẽ đi vừa đánh vừa cộng tiền năm thôi anh em ạ. Thì sau khi đi ba bản đồ ấy thì mình sẽ quay trở lại với anh em để mà sau cái thành quả sau khi đi ba bản đồ cho anh em xem hết nhá. Ok anh em ơi, thì đây là thành quả của mình sau khi đi ba bản đồ nhá, thì cũng được 5 tỷ 7 thôi. Đấy, thì trái đất mà đi bản đồ kho báu thì nó cũng chỉ được nhiêu đây thôi. Sương sương thì hồi nãy mình cũng vừa mua cái avatar giảm tiềm năng sức mạnh mà giảm sức đánh nhưng mà tăng tiềm năng sức mạnh em, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết đâu. Vì mình úp có úp nhiều đâu, nhưng mà mua cũng phí, và ở đây thì anh em cũng biết rồi đấy. Mình không kiếm ra được cái găng nào ngon ngon hết ở trong cái cả cái GS, nên là cũng chịu thôi, cứ xài găng cuối của mình vậy. Đấy thì thôi, thì chắc là bây giờ thì
sẽ đi mua bùa các thứ và đi làm nhiệm vụ ở Úc luôn anh em ạ. Còn bây giờ chắc là mình đi đăng ký cái đại hội phẫu thuật mình tham gia nhé anh em. Đấy, vì ở đây thì mấy cái găng này thì nó cũng không cao hơn ở cái găng của mình đâu. Cái này phải đập các thứ nữa thì nó khá mất thời gian. Nên là thôi thì chắc là bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ đại hội phẫu thuật nhé anh em. Cũng đến giờ đăng ký rồi. Rồi anh em ơi, thì mình đã vào và được vòng đầu tiên đấy, thì đối thủ đầu tiên của mình là một bạn nam mic chỉ với 68k HP thôi, chắc là mình có thể ăn được một cách nhẹ nhàng thôi, thì cái bạn này nó cũng không trâu cho lắm đấy, thì chắc là mình sẽ qua vòng một cách đơn giản thôi. Ok, choáng xịt rồi kìa, ấy à, sô cô la kìa, ok sao tụt nhiều thế, không lẽ thua ta, không ổn rồi, không ổn rồi anh em ạ. Ok đấy, thì cuối cùng của mình cũng thắng rồi nha anh em, và xíu nữa thì thua vì choáng xịt anh em ạ, choáng xịt rồi. Thì rồi thì tiếp theo thì chắc là mình sẽ đến vòng 2 luôn nha anh em. Ê, rồi anh em ơi, thì đã đến vòng 2 đây, thì anh em thấy trước mặt là gì chưa? Thấy cái đối thủ này thì anh em cũng chỉ có buông buông chuột thôi. Đấy, thì gặp đối thủ này thì anh em chỉ cũng xài câu cửa miệng thôi. Ai dạy? Ok, bạn bạn 50 tỷ mà bạn chơi cả khiên lẫn gì cẩn thận thế. Thôi thì mình sẽ đợi đến cái đại học phẫu thuật tầm 11 giờ mình tham gia nhé anh em. Rồi ok anh em ơi, thì mình đã quay trở lại đây. Thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ là đại học phẫu thuật đấy, thì mình đến với nhiệm vụ là tiêu diệt trung úy trắng. Thì ở đây thì đang gọi là cái này thì anh em cũng gặp nhiều rồi. Thì mình sẽ thay thử cái lệnh đó là auto doanh trại nhá. Thì hiện tại là 10 giờ 53 này và đêm 11 giờ rồi nha anh em. Thì cái đồng hồ này nó cứ sai sai một tiếng ấy. Thì rồi ok, thì sau tầm 1 phút thôi thì mình đã có thể vào được doanh trại này. Sau khi vào trong doanh trại nó hiện sẽ có lỗi xảy ra đấy, và ở đây nó sẽ tự động tắt cái lệnh auto doanh trại của mình ra nha anh em. Đấy, thì mình không biết là cái này có chạy được hay không nữa, vì mình cũng test thử vài lần cũng vào được rồi, hay là có thể cái server này cũng ít tool hay là ít người vào ấy. Nhưng mà tôi không sao, thì cũng vào được doanh trại rồi, thì cũng tranh thủ làm nhiệm vụ cho nhanh luôn để kịp tiến độ gọi là úp sức mạnh đấy anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, thì mình đã quay trở lại đây, thì đây là thành quả sau gọi là chắc là tầm hơn 24 giờ, vì nói chung là mình cũng gặp một chú số gọi là rắc rối khi mà vừa tối ngày hôm qua ấy, thì mình có làm nhiệm vụ tiêu độ sát thủ các thứ để mà qua được tương lai ấy. Nhưng mà khổ nỗi ấy, là khi mà gần đến bảo trì thì mình đem đi treo, và khi treo thì sau khi nó bảo trì xong ấy, nó tự kết nối lại ấy, thì nó lại đứng yên một chỗ, nó không đánh mãi đến tầm 10 giờ, hơn 10 giờ ngày hôm sau thì mình mới bật lên, mình thấy nó đứng yên, nên mình mới tá họa rằng là mình mất những gần 8 tiếng úp lận. Nên là thôi thì mất 8 tiếng thì cũng chịu thôi, thì bây giờ những em thấy ở đây qua tương lai cái tiềm năng nó khớp bột nhỉ. Đấy, đấm thưởng cũng 500k, một 570 này. Đấy, 570, 508k tiềm năng một hit chứ không phải ít đâu. Đấy, nếu mà cả rít lên là được tầm 2 triệu ấy, khá là căng. Đấy, nhưng em thấy ở đây, đấy 2 triệu 8 này. Đấy, nếu mà cả rít lên thì cái tiềm năng nó cực kỳ nhiều luôn nha anh em. Đấy, và chắc là mình cũng đi sâu cái thành quả bỏ mộng cho anh em luôn, vì anh em biết mà, trái đất nó khác với xảy ra thì nó có biến khị này,
nó đấm lên thì đấm nó cũng mạnh nhất trong các loại đấm nữa đấy, nên là nó lên tiềm năng rất là nhanh nhờ có hóa khỉ. Hơn thế nữa bên Namek ấy thì có chim cũng như là liên hoàn, nên là cái việc lên tiềm năng của nó rất là nhanh. Chỉ còn trái đất là cái hành tinh gọi là thiệt thòi nhất vì không thể gọi là có cái bất cứ cái gì cái hình thức gì mà lên gọi là tiềm năng nhanh. Đây thì nói chung là cũng vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu cái thời gian online cho anh em nhé. Thì 76 giờ nha anh em. Thì lần trước ấy là 52 tiếng. Mình sẽ đợi 76 giờ mà trừ đi 552 tiếng là đúng 24 tiếng nha anh em. Đúng 24 tiếng nhưng mà chắc là mình phải trừ mất 8 tiếng thôi. Vì 8 tiếng mình không có úp được một cái gì hết, nên là chịu thôi. Đấy thì cũng đến mốc 24 giờ cũng sao cho anh em cái thành quả, đó chính là 25 tỷ rưỡi. Thì đối với cái Namek là trước mình úp thì nó khá là fail, nhưng mà đến cái Seiza úp ấy thì nó lên 40 tỷ cực kỳ nhanh và còn dư vài tiếng lận đấy. Đến với con trái đất này thì úp nó cũng không nhanh lắm vì trái đất mà nó úp cực kỳ chậm luôn. Ở đây thì mình cũng mắc cái sức đánh rồi, sức đánh tối đa rồi. Nếu mà mình đang mở giới hạn của 40 tỷ ấy thì nó sẽ lên tầm 24k 21 hay 24 gì đấy mình không nhớ nữa đấy. Và ở đây mình mở cái nội tại khá là ngon đây, nhìn em đây, nội tại 20 đến 10% tiềm năng sức mạnh này đấy. Thì tổng quan là như vậy thôi. Thì sau 24 giờ thì mình đã gọi là đạt được 25 tỷ rưỡi đấy, thì cũng do một số lỗi này, còn dư này thấy chưa, dư 8 mấy phút, 100 mấy phút bùa này. Mình nghĩ có nên úp tiếp không, nhưng mà thôi, nói chung là cứ đúng thời hạn cho anh em thôi. Chứ còn để về úp tiếp ấy thì cũng có thể mình sẽ có thể úp bù 8 tiếng mình đã mất đấy, nhưng mà thôi. Thì nếu mà úp 8 tiếng là chắc lên gần 40 tỷ luôn đấy, khá khá được tiềm năng đấy. Ok, thì chắc là cái clip của mình cũng dừng lại đây thôi. Thì cũng đến với những hành trình gọi là ngắn hạn cho anh em xem, vì sao ở đây mình thích mấy cái hành trình ngắn hạn vì hành trình dài nó mệt lắm anh em đấy. Thì trên đây là set tiềm năng. Ok, cái gang thần linh mới 15% thôi, mình chưa đập cái gang này lên nữa đấy. Thì trên đây là cái set đồ và đây là cái radar 25% nha anh em đấy. Thì cảm ơn em rất là nhiều nhá. Ok, thì vì đã theo dõi clip của mình, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp lại em các clip tiếp theo. Bye anh em. Rồi, ok, còn bây giờ mình sẽ đi so sánh event ở clip trước cho anh em xem nhé. Đấy, thì anh em nhớ like, đăng ký kênh, rồi là comment bên dưới nhé, thì anh em sẽ nhận thưởng nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua vàng 9 server, mua ngọc 10 server, thì anh em ghé vào shop nhà.com của mình nhé. Bên mình có bán nick này, vàng, ngọc, bộ sao, full dịch vụ 9 server luôn nhá. Ngọc thì 10 server đều có nhé anh em. Đấy, là anh em nào có nhu cầu mua thì anh em cứ ghé vào shop mở để ủng hộ mình nhé. Ngoài ra shop còn có bán nick 9 server nha anh em, nên là anh em nào có nhu cầu mua nick và ngọc bộ sao thì anh em cứ ghé vào shop nhà com của mình đấy, giá cực kỳ rẻ luôn. Hiện tại thì trên thị trường thì không có nhiều shop có giá tốt như ở trên shop nhà com của mình đâu, nên là anh em nào có nhu cầu mua thì anh em cứ ghé vào shop nhà com của mình để mà mua nhá. Ok rồi, okay, chúc mừng bạn vô thắng này. Đấy thì anh em nhớ like, đăng ký kênh rồi comment nhé, vì cái kênh của mình thì không có nhiều gọi là nhiều người xem lắm đâu, nên là anh em có cơ hội trúng rất là cao đấy. Ok, thì ngoài ra thì anh em có các gọi là vòng quay may mắn cho anh em kiếm vàng này, kiếm đồ này, kiếm đích nhá, cực kỳ dễ dàng luôn. Có vòng quay ở 100% trúng nhá, không có cho bạn làm sao đâu. Vàng thì 10 server đều có nhá. Hiện tại thì giá vàng có ít giờ được chính là qua CAC là 6.7 nha anh em, qua ví là ít 8.37 nha. Hiện tại ngoài ra thì riêng server 10 ấy thì anh em cũng không cần phải qua siêu thị đâu. Server 10 anh em chỉ cần mua và liên hệ với mình thì sẽ có bán qua vé cho anh em. Ok, thì clip của mình đến đây, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Bye bye anh em.